7 ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại bệnh xá của trại giam số 5 Bộ Công an. Khác hẳn với những gì một số trang mạng đã phản ánh, phạm nhân Quý Hà Vũ trông rất khỏe mạnh, dáng vẻ dường như còn vạm vỡ hơn khi đứng trước vành móng ngựa gần 2 năm trước. Bác sĩ chuyên trách tại bệnh xá ở đây cho biết, trên thực tế thì Quý Hà Vũ không phải là tuyệt thực, vì phạm nhân này vẫn thường xuyên sử dụng nguồn thực phẩm do gia đình tiếp tế và từ chối, thậm chí tẩy chay khẩu phần ăn do trại giam cung cấp. Anh thì anh bảo là lý do anh không ăn đồ ở trại đúng không? Không ăn đồ ở trại em chịu gia đình. Giờ đây có báo hôm 13 này có phải không? Ừ có. Đây có báo hôm 13 là 13 tháng 6 này. Ok. Anh 15 đó. Thì nói tầm 19 trước rồi. 13 tháng 6 này. Cầm đây đọc. Cũng theo bác sĩ chuyên trách, do Cú Huy Hà Vũ ăn rất khỏe nên còn được ưu tiên nhận quà tiếp tế từ gia đình gấp 3 đến 4 lần mức quy định, gồm đủ thứ, từ mì, cháo liền đến sữa bột cao cấp. Theo phạm nhân cùng phòng giam với Cú Huy Hà Vũ, thì khẩu phần ăn trong trại là hoàn toàn đầy đủ dưỡng chất. Cái khẩu phần ăn của các anh hàng ngày, anh và anh Vũ? Khẩu phần ăn của chúng tôi thì nói thật mà nói là tiêu chuẩn của trại cấp chúng tôi ăn không hết. Nói thẳng là ăn không hết, cơm canh cũng đầy đủ, không có vấn đề gì cả. Cái kia một tuần được một bữa cá, hai bữa thịt thì đầy đủ. Trả lời về những thông tin Cú Hiểu Vũ bị hành hung trong trại giam, chính Cú Hiểu Vũ khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra kể từ khi tới trại giam và bản thân không biết thông tin đó từ đâu ra. Nghe đồn là cán bộ quản giáo hai này, nghe đồn cái bản vô lý, cái ngày nào đồn vào mà không phải không? Ai đấy không có tin đấy không? Không có. Tôi không biết ai nói cũng chắc nói bậy. Tôi nghĩ là chắc nói bậy thôi, vì tôi nói bậy ngày nào tụng hào thắng nhân vũ mà lại sao lại tôi riêng đối với tôi mà ai mà chạm người tôi lơ mơ là phát chết ngay. Đối với tôi thì đừng nói, nhưng mà nếu mà không đánh thì nói đến luôn. Lãnh đạo trại giam số 5 cho biết, từ khi vào trại giam, phạm nhân Quý Hà Vũ đã đưa ra rất nhiều yêu sách vượt quá quy định cho phép. Nhưng do phạm nhân này có bệnh huyết áp thất thường nên nhiều yêu sách đã được trại giam đáp ứng. Tuy nhiên có những yêu sách vượt ra ngoài khuôn khổ quy định của pháp luật thì trại giam phải kiên quyết từ chối. Vấn đề đòi gặp vợ 24 giờ thì xin báo cáo với anh phóng viên là trong quy định của thông tư 46 của Bộ Công an và luật hình sự là phạm nhân cải tạo xếp loại được đánh giá khá tốt trở lên thì được gặp vợ thêm giờ. Trường hợp đặc biệt lập công trong chỉ đạo thì được gặp vợ 24 giờ. Như vậy phạm nhân Cú Huy Vũ không nhận tội theo quy định của thông tư 40 về quy định xếp loại thi đua trong ngày tù thì anh Vũ xếp loại cải tạo kém. Do vậy trong quá trình đến gặp vợ đi gặp thì giám thị và chúng tôi đề xuất không cho anh Vũ gặp vợ, riêng vợ gặp 24 giờ. Yêu sách không được đáp ứng này chính là lý do Cú Huy Vũ tẩy chay khẩu phần ăn của trại giam. Lãnh đạo trại giam số 5 khẳng định hàng ngày cán bộ trực trại phải mở cửa phòng giam để điểm danh phạm nhân là đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định. Quý Hà Vũ cho rằng việc mở cửa sẽ gây gió lùa, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, là hành vi cố ý giết người là vô căn cứ. Lãnh đạo trại giam số 5 cũng cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an làm rõ và truy cứu trách nhiệm đối tượng đã tung tin bịa đặt về việc Quý Hà Vũ bị cán bộ trại giam hành hung. Sự gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương được dự báo sẽ thay đổi căn bản ngành nông nghiệp Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư của các công ty sản xuất lương thực Nhật Bản sang các thị trường bên ngoài, trong đó có Việt Nam. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản. Đối với ngành nông nghiệp Nhật Bản, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, có thể là cơn ác mộng lớn nhất trong nhiều thập niên. Trong nhiều năm, Nhật Bản đã cố gắng duy trì ngành nông nghiệp nội địa để bảo vệ an ninh lương thực, bất chấp chi phí sản xuất nông nghiệp ở nước này thuộc hàng cao nhất thế giới. Chi phí sản xuất 1 kg tóc của